Vậy thì em mà quá sợ hãi về sự phán xét của người khác dành cho mình thì là em có một cái tâm ngạo mạn. Tức là mình sợ rằng mình bị người khác họ đánh giá thấp, thì khiến cho mình bị mất danh dự, khiến cho mình bị mất oai. Vậy thì em đang gồng mình lên để em chiếm lĩnh cái vị trí mà người khác đánh giá về mình. Chứ em không phải gồng mình lên để trung thực và làm những thứ tốt nhất, thiện lành nhất, soi vào chính lương tâm của em. Vậy thì từ đó con người em trở nên sống sẽ kiểu gì? Thầy em hỏi câu đấy thì thầy khẳng định kiểu gì em cũng sống hai mặt. Có thể trong lòng em rất yếu đuối, hoặc trong lòng em rất muốn nói ra một cái gì đó thẳng thắn, nhưng mà vì sợ người ta coi thường mình và em sống bằng một lớp vỏ bọc để che giấu đi là tôi vẫn rất ổn, nhưng thực ra trong lòng tôi thì chẳng ổn tí nào. Cái đó người ta gọi là không trung thực với chính mình. Anh Phạm Minh Chiến có đặt câu hỏi: thầy ơi, cho em hỏi làm thế nào để thoát khỏi nỗi sợ người khác phán xét mình ạ? Em cảm ơn thầy, chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ và an lạc. Thưa với bạn rằng là tôi muốn nói về cái chu trình tiến hóa tâm thức của con người. Thực ra mà nói ấy, đầu tiên chúng ta hỏi cái này là tôi vừa học chương trình DCI mà do trực tiếp thầy Bình dạy, mà đây là chương trình của thầy Mike Roth của Mỹ. Thầy viết ra cái chương trình này tôi thấy rất là hay. Ví dụ chúng ta bàn đến tính không của một vật. Ví dụ khi mà con người chúng ta nhìn thấy cái này thì hỏi con người thì con người bảo đây là cái gì ạ? Thì đây bảo đây là quả pin. Nhưng mà nếu cái này đưa cho con chó thì con chó nó bảo đây là đồ chơi, có khi nó lại gặm. Nhưng mà nếu không có chó cũng không có người thì quả pin này nó là cái gì ạ? Nó vẫn là nó thôi. Vậy thì nó là cái gì là do cái góc nhìn của con người gán cho nó mà thôi. Nó là cái gì là do con người gán cho nó mà thôi. Tôi lấy ví dụ. Vậy thì nếu mà mình nhìn thấy tiền thì người ở tâm thức của vòng vật chất thì người ta bảo tiền là mục đích. Hạnh phúc của ta đây rồi. Và người ta nhìn thấy tiền là người ta thấy hạnh phúc. Kể cả tiền đấy là tiền vớ được nhé, hay là tiền ăn cắp nhé, họ vẫn thích. Cái tâm đấy là tâm gì ạ? Vật chất. Nhưng có những người nếu là tâm cảm xúc thì cũng là nhặt được tiền. Họ bảo tối nay được một chuyến đi ba. Cái này hôm nay mua được bộ váy. Cái này mua được cái xe đẹp. Tức là tâm của họ cũng là tiền, nhưng họ nhìn dưới góc độ là gì ạ? Oai. Để giải quyết một cái nhu cầu oai nào đó, cảm xúc nào đó của họ. Nhưng cũng là người mà nhìn thấy tiền mà họ ở vòng sinh mạng thì họ sẽ hỏi là tiền của ai đánh rơi thế này, cầm nhầm là họ đánh cho bỏ bà. Thế thì bắt đầu người ta quan sát. Đấy, ví dụ như thế. Cũng là nhìn thấy tiền nhưng phản ứng của mỗi người là khác nhau. Tương tự như vậy, nếu ở vòng trí tuệ thì người ta nhìn thấy tiền của người khác đánh rơi thì người ta sẽ ngay lập tức nghĩ rằng là gì ạ? Họ sẽ logic là nếu mình đánh rơi bằng này họ tiền, mồ hôi xương máu, thì mình cũng rất là đau xót. Cho nên là người trí tuệ họ sẽ tìm cách để trả lại cho cái người bị mất. Nhưng cái người nghiệp lực thì họ cực kỳ thương cái người đánh mất, mà nếu tìm không thấy nữa thì cái người nghiệp lực họ còn mang cái tiền đấy để đi tán lọc đi, tức là đi làm từ thiện. Vậy thì cùng nhìn thấy một đồng tiền đánh rơi và nhặt lên thì suy nghĩ của mỗi người là một khác. Thì cái đó con người chia làm 6 cái tầng tâm thức. Làm tất cả mọi thứ hay nhìn tất cả mọi thứ đều quy ra thóc tiền này. Còn gì ạ? Nếu ở vòng cảm xúc
thì họ nhìn mọi thứ họ đều quy ra cái độ oai phong, cái độ sĩ diện hão. Còn ở vòng sinh mạng thì họ nhìn mọi thứ họ đều quan tâm đến sự an toàn. Cái vòng trí tuệ thì họ nhìn mọi thứ họ đều đặt câu hỏi nhân quả. Cái vòng nghiệp lực họ nhìn mọi thứ là họ đều muốn mang lại giá trị gì cho xã hội. Vậy thì mỗi người một vòng tâm thức. Vậy thì em mà quá sợ hãi về sự phán xét của người khác dành cho mình thì là em có một cái tâm ngạo mạn. Tức là mình sợ rằng mình bị người khác họ đánh giá thấp thì khiến cho mình bị mất danh dự, khiến cho mình bị mất oai. Vậy thì em đang gồng mình lên để em chiếm lĩnh cái vị trí mà người khác đánh giá về mình. Chứ em không phải gồng mình lên để trung thực và làm những thứ tốt nhất, thiện lành nhất, soi vào chính lương tâm của em. Vậy thì từ đó con người em trở nên sống sẽ kiểu gì? Thầy em hỏi câu đấy thì thầy khẳng định kiểu gì em cũng sống hai mặt. Có thể trong lòng em rất yếu đuối, hoặc trong lòng em rất muốn nói ra một cái gì đó thẳng thắn, nhưng mà vì sợ người ta coi thường mình và em sống bằng một lớp vỏ bọc để che giấu đi là tôi vẫn rất ổn, nhưng thực ra trong lòng tôi thì chẳng ổn tí nào. Cái đó người ta gọi là không trung thực với chính mình. Tất nhiên mình không phải là người phải mang cái không ổn trong lòng mình đi tâm sự với người khác, nhưng cũng đừng để tất cả những cái sự phán xét của người khác, chủ động phán xét của người khác, biến nó thành nỗi sợ hãi trong con người mình. Vậy em chính xác nguyên nhân của bệnh là bệnh ngạo mạn, cho nên phải xây một lớp vỏ bọc bên ngoài để ứng phó với sự tấn công ở bên ngoài vào trong con người mình, nhưng thực ra nội lực của mình là yếu. Và nguyên tắc ai xây cái vỏ bọc cho mình ở ngoài càng lớn thì cuộc đời của họ càng khó tiến hóa, cũng giống như cái vỏ trứng gà càng dày thì con gà bên trong càng khó lớn. Thì người ngạo mạn cũng tương tự như vậy. Càng ngạo mạn bao nhiêu thì họ xây cho họ cái lớp vỏ bọc thể hiện ra bên ngoài càng hoành tráng bấy nhiêu, khiến cho con người họ không trưởng thành được, mà Đức Phật gọi là mê mờ. Vậy làm thế nào để chữa được ngạo mạn? Học chuyển hóa tâm thức đi. Bắt đầu từ mai mà bỏ được ngạo mạn thì bắt đầu từ những cái thói quen kỷ luật bản thân. Đầu tiên là góc nhìn về tâm thức đã. Mình phải hiểu, mình hiểu được là có bao nhiêu tầng tâm thức và mình có muốn chuyển hóa tâm thức hay không. Và nếu muốn chuyển hóa tâm thức thì nó có bao nhiêu cái pháp tu để chuyển hóa tâm thức của mình vào vòng trong để vượt qua nỗi sợ hãi. Chính là việc mình thay đổi thói quen sống, thay đổi cách nghĩ, và đặc biệt là tập trung vào vượt qua chính mình, chứ đừng tập trung vào thể hiện với người khác. Thì bây giờ mình sẽ vượt qua cái nỗi sợ hãi này bằng hành động cụ thể, là sáng sớm dậy tập thể dục đi, rồi là sinh hoạt kỷ luật vào, tập trung vào làm việc, nỗ lực tập trung từng thời khắc, thời khắc, thời khắc. Ăn uống thì vừa phải đủ sống thôi, đừng ăn no, ăn ngon rồi uống say. Đấy là những cái thứ đầu tiên người ta gọi là giữ giới đấy. Đầu tiên phải làm. Xong thứ hai, đứng về mặt trí tuệ thì cái gì ngu thì hỏi đi, đừng xấu hổ nữa. Cái gì không biết thì hỏi luôn đi, để cứ lòng vòng tỏ ra nguy hiểm. Về tâm mình cũng vậy, thì không cần vượt qua người nào, không cần oai với ai cả, mà chỉ cần ghi nhận là mình đã tiến bộ đúng so với mình thôi. Tức là đỡ ngu em của ngày hôm nay, đỡ ngu hơn ngày hôm qua, có nghĩa là mình vui lắm rồi. Không cần phải thằng nào khen, không cần phải thằng nào nó tôn trọng, mà chỉ cần
mình soi gương và mình thấy thật sự mình đã tôn trọng những cái con đường mà mình đã đi. Hay là quay trở lại cái câu chuyện của mình thôi. Rất nhiều người họ cũng trêu tôi chứ. Họ bảo là anh có phải giàu nhất Việt Nam không? Tôi bảo không. Tôi chỉ giàu nhất so với cuộc đời của tôi thôi. Là vì lúc tôi sinh ra hai bàn tay trắng và trong một gia đình rất là bình thường, nếu không nói là nghèo. Mà đến bây giờ cuộc đời của tôi được như thế này thì có nghĩa là tôi rất tự hào với chính tôi. Tôi soi gương tôi tự hào với chính tôi. Chứ còn nếu mà tôi tự hào với xã hội thì tôi chả là cái gì ở xã hội cả mà để tự hào. Vì vậy tôi chỉ tự hào với chính tôi thôi. Cho nên ai đó mà tôi gặp người ta giàu hơn tôi, mặc dù người ta rất trân trọng, người ta gọi tôi là thầy, thì tôi vẫn phải nói là có khi chính anh chị mới là thầy tôi. Bởi vì trong vô lượng kiếp trước là phước báu của anh chị lớn lắm. Cho nên anh chị đã có cái điểm xuất phát tốt hơn tôi. Rồi cho đến bây giờ, con đường mà các anh chị đi, cái vị trí mà anh chị đang đứng cũng tốt hơn tôi. Cho nên là chính ra là anh chị mới là thầy tôi. Nhưng đứng về mặt thời khắc hiện tại thì các anh chị với tôn trọng thì gọi tôi là thầy thôi. Nhưng mà về cái thời khắc trong suốt một chiều dài được sống làm người trong nhiều kiếp thì chính là anh chị mới là thầy tôi. Cho nên là đừng có nghĩ là chúng ta mang cái mà thành quả của mình để oai và muốn tự hào với đời. Không làm được việc đấy đâu. Núi cao còn có núi cao hơn. Cho nên hãy chỉ tự hào với chính mình vì mỗi ngày mình đỡ ngu hơn thôi. Mà con đường mà mình đã đi được. Đấy, cho nên là Phạm Minh Chiến, hãy quay trở lại cái góc nhìn đấy và hãy tập trung thay đổi chính mình thông qua làm việc chăm chỉ, thông qua đời sống kỷ luật, thông qua gì ạ? Làm những thứ thiện lành. Còn ở đời thì ai chả có người chê, ai chả có người khen. Nhưng miễn làm sao mình không xấu hổ với chính lương tâm của mình là mình được sống một đời sống thanh thản rồi. Còn đến Chúa Giê-xu vẫn có kẻ thù cơ mà. Nó mới treo Chúa Giê-xu lên đấy. Đức Phật vẫn có một cô gái cô ấy vu oan giá họa cho là có bầu đấy thôi. Rồi Đức Phật vẫn bị mấy bà La Môn nói là cái kẻ mà phá phách chánh pháp đấy thôi. À vậy thì chuyện mà bị người khác chê là chuyện bình thường. À, chỉ có điều chính lương tâm của mình soi gương mình thấy mình không hại ai. Mình đã bằng hành động mình đã giúp được nhiều người. Nhưng mà nên nhớ là giúp ai là giúp bằng hành động nhé. Chứ không phải là chỉ ngồi nghĩ không thì nó chỉ là lý thuyết. Rồi ạ, cảm ơn Phạm Minh Chiến. Và chúc bạn sớm gỡ bỏ được cái lớp vỏ trứng dày cạch ra để con gà trong con người bạn nó lớn lên, hay còn gọi là tâm thức của bạn nó chuyển hóa. Rồi cảm ơn bạn. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.